Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Tướng Đức đưa ra tuyên bố bất ngờ về Ukraine. Chỉ huy Kiev kinh ngạc trước khả năng của lính Nga. Xung đột Nga-Ukraine ngày 17 tháng 6. Ukraine thừa nhận cần đàm phán với Nga để giải quyết xung đột. Vũ khí vô hình của Nga gây ra mối đe dọa lớn đối với quân đội của NATO. Hàng loạt nước phản đối không ký thông cáo chung tổng kết hội nghị hòa bình về Ukraine. Ukraine sẽ nêu điều kiện đàm phán với Nga vào ngày mai. Đối với Ukraine, tình hình ngày càng trở nên vô vọng. Đại tướng Đức đã nghỉ hưu và là cựu lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO Harald Kujat đã viết trong bài báo dành cho tờ Berliner Zeitung. Ông cho biết phương Tây đã ôm ảo mộng quá lâu, cho rằng có thể giúp Ukraine giành được chiến thắng bằng những loại vũ khí ngày càng tối tân, ngày càng mạnh hơn. Trên thực tế, tình hình quân sự ngày càng trở nên vô vọng, bất kể sự hỗ trợ to lớn về tài chính và vật chất. Vị tướng Đức bổ sung thêm rằng, ông Zelensky hiện nắm trong tay chiếc chìa khóa để có thể mở đường dẫn đến chấm dứt hoạt động chiến sự, cứu người Ukraine khỏi đau khổ mất mát và ngăn không cho đất nước bị tàn phá nặng hơn. Ông nhận định, đã đến lúc phải chấm dứt hoạt động chiến sự và dọn đường tới hòa bình thông qua đàm phán. Quân đội Nga đào sâu hơn, tốt hơn quân đội Ukraine. Chỉ huy nhóm lực lượng đặc biệt kỹ thuật và hàng không Wings of Omega của lực lượng vũ trang Ukraine với ký hiệu gọi là Iron cho biết, đây là cách ông nhận xét về lời của người dẫn chương trình rằng một số người Ukraine không hài lòng với việc binh lính Nga có thể xây dựng công sự, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine đã không làm được điều này ở khu vực Kharkov. Vị chỉ huy nói, tôi luôn ngạc nhiên trước hoạt động lực lượng của họ, họ đào sâu ngoài mức tưởng tượng. Vị chỉ huy đơn vị cũng lưu ý, quân đội Ukraine đang bị tiêu diệt do không có khả năng nhận ra vấn đề và khắc phục chúng. Hãng tin AP trước đó đã viết rằng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc xây dựng các công sự phòng thủ do Nga pháo kích liên tục, thiếu trang thiết bị và bộ máy quan liêu tê liệt. Theo quân đội Ukraine, việc xây dựng công sự lẽ ra phải bắt đầu từ năm ngoái. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ rằng sự hiện diện của Nga là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Kuleba, rõ ràng là cần cả hai bên để giải quyết xung đột. Tất nhiên chúng tôi hiểu rất rõ rằng sẽ đến lúc cần phải đàm phán với Nga. Ông cũng thừa nhận có những quan điểm khác nhau của các nước phương Tây và Nam Bán Cầu về cách chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng nói thêm, hôm qua đã có tiếng nói từ Nam Bán Cầu về những thỏa hiệp khó khăn cần phải thực hiện. Đây không phải là giọng điệu mà chúng tôi nghe được từ các đối tác phương Tây. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu ở Thụy Sĩ đã đưa ra thông cáo chung về nền tảng hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, một số quốc gia và tổ chức góp mặt tại hội nghị này đã quyết định không ký vào thông cáo. Theo Pravda, các nhà lãnh đạo quốc tế nhấn mạnh quyết tâm kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, cũng như các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ mà tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ukraine, tuân thủ. Quân đội Nga đã tăng cường đáng kể các hoạt động chiến đấu trên mặt trận Pokrovsk vào ngày 16 tháng 6. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, số cuộc giao tranh ở Ukraine đã tăng lên 40, con số cao nhất kể từ đầu tháng 6. Được hỗ trợ bởi các phương tiện tấn công có sẵn, máy bay, pháo binh, máy bay không người lái tấn công, vũ khí nhỏ, quân đội Nga đã cố gắng chia cắt đội hình của lực lượng phòng thủ Ukraine gần các khu vực định cư Novoalexandrivka, Yehenivka, Kalinov, Sokol, Novoselivka, Pesa và Umansk. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 32 vụ tấn công của Nga, 8 vụ tấn công vẫn đang tiếp diễn. Báo Express của Anh viết, tàu ngầm hạt nhân Arkhangel của Nga gây ra mối đe dọa lớn đối với quân đội NATO. Bài báo viết, có lo ngại cho rằng các đối thủ phương Tây có thể không phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân Nga mang tên lửa hành trình Arkhangel sẽ gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với các căn cứ quân sự của NATO và các đoàn tàu vận tải, hải quân và cơ sở hạ tầng quan trọng ven biển. Theo nhà nghiên cứu Michael Kaufman, Yersin-M là tàu ngầm hạt nhân triển vọng nhất trong số tàu ngầm mà Nga chế tạo ra. Tạp chí The International Interest trong một bài viết đã nhận định rằng trong số 5 tàu ngầm có khả năng hủy diệt thế giới hiện nay, có đến 3 tàu ngầm là của Nga và 2 tàu còn lại là của Mỹ. Tàu ngầm thuộc dự án 885M Yersin-M của Nga có tên trong danh sách tàu ngầm có khả năng hủy diệt thế giới trong 30 phút này.
Truyền thông Nga cho hay các tàu ngầm được đóng theo dự án 885M có chiều dài 119m, trọng tải choán nước nổi của tàu là 8.600 tấn, trọng tải choán nước ngầm là 13.800 tấn. Tốc độ di chuyển trên mặt nước đạt 16 hải lý trên 1 giờ, còn tốc độ dưới nước lên tới 31 hải lý trên 1 giờ. Các tàu này có độ lặn sâu tới 600 mét, có thể tự động bơi 100 ngày trên biển, thủy thủ đoàn lên tới 90 người. Vũ khí trên các tàu này bao gồm tên lửa Onyx, Zircon hoặc Kalib và ống vòng ngư lội. Cần lưu ý rằng tàu ngầm hạt nhân tiên tiến sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân Nga vì nó sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân bất khả xâm phạm, bay với tốc độ 6.670 dặm một giờ, tương đương với 10.700 km trên 1 giờ. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Hải quân sẽ được bổ sung cùng một lúc 4 tàu ngầm mới, tàu ngầm hạt nhân Prince Pozharsky, dự án Boreya và Arkhangel, dự án Yasen-M, cũng như động cơ diesel cuối cùng Vasavyanka cho hạm đội Thái Bình Dương Yakut và loạt thứ hai Lada. Ngoài ra, các kỹ sư Nga không ngừng phát triển những mẫu xe mới đầy triển vọng. Một số nước, trong đó có các thành viên khối BRICS, đã từ chối ký vào thông cáo tổng kết hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ. Ban tổ chức sự kiện đã đăng danh sách các quốc gia tán thành tuyên bố tổng kết trên màn hình của trung tâm báo chí Boxgenstock. Điều đó có nghĩa là tài liệu này không có chữ ký của các thành viên BRICS, cụ thể là Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, UAE, cũng như Armenia, Bahrain, Vatican, Indonesia, Libya, Mexico, Ả Rập Saudi, Slovakia và Thái Lan. Hội nghị về Ukraine diễn ra vào những ngày cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Birkenstock, cách không xa Lucerne. Hội nghị có sự tham gia của 92 nước và 55 nguyên thủ quốc gia, cũng như 8 tổ chức bao gồm EU, Hội đồng châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và lãnh đạo nhiều nước khác không tới Thụy Sĩ. Một số thành viên tham dự sự kiện như Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời đi sớm. Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Đáp lại điều này, Điện Kremlin tuyên bố rằng việc tìm cách giải quyết xung đột Ukraine mà không có phần tham gia của Moscow là hoàn toàn phi logic và vô ích. Kiev sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Moscow vào ngày mai, với điều kiện Nga tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nói sau một hội nghị ở Thụy Sĩ rằng chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nga vào ngày mai nếu Nga tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Moscow đã nhiều lần bày tỏ rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp. Phương Tây đã phớt lờ việc Kiev liên tục từ chối đàm thoại. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố hiện không có điều kiện tiên quyết nào để tình hình ở Ukraine chuyển sang hướng hòa bình. Ưu tiên tuyệt đối đối với Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã lưu ý rằng nếu Ukraine muốn tiến trình đàm phán thì sắc lệnh cấm đàm phán với Nga phải bị hủy bỏ. Theo ông, Moscow chưa bao giờ phải đối mặt với việc giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình mà phải tuân thủ theo các đảm bảo an ninh của Nga. Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev sau khi Ukraine rút quân khỏi Donbass của Nga, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye. Theo Tổng thống Ukraine, cũng phải cam kết duy trì tình trạng trung lập, phi quân sự hóa và phi quốc tế hóa như một phần của thỏa thuận để có thể thực hiện được. Sau đó sẽ cần phải có một thỏa thuận bằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Cả ông Zelensky và NATO đều bác bỏ lời đề nghị này. Kiev đã nhất quyết yêu cầu Nga rút quân về biên giới Ukraine từ năm 1991 như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 16 tháng 6, ông Peskov cảnh báo rằng những động lực hiện tại của tình hình tiền tuyến chứng tỏ rõ ràng rằng nó sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với người Ukraine. Ông nhắc lại việc ông Zelensky lên làm tổng thống vào năm 2019, phần lớn là nhờ những lời hứa mang lại hòa bình cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông luôn nói ông sẽ làm bất cứ điều gì cho đất nước của mình. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng lời đề nghị của ông Putin không nên được hiểu là một tối hậu thư, mà là một sáng kiến hòa bình được đưa ra có tính đến yếu tố thực tế. Khi được hỏi liệu Moscow có coi ông Zelensky là đối tác đàm phán khả thi hay không, vì nhiệm kỳ của tổng thống đã hết hạn vào tháng trước, ông Peskov nói rằng đây không phải là người mà các thỏa thuận có thể được ký kết về mặt pháp lý. Điều này sẽ không hợp pháp. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, Tổng thống Putin không loại trừ bất kỳ lựa chọn đàm phán nào vì Kiev có các cơ quan hợp pháp
có thể chỉ định bất kỳ ai tham gia đàm phán. Các cuộc đàm phán thường được tiến hành bởi các chuyên gia và được ký kết bởi các cơ quan có thẩm quyền. Quyền Tổng thống của Zelensky đã hết hạn vào ngày 20 tháng 5 sau khi ông quyết định không tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật được áp đặt sau khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!